Địa ốc Cali cùng Tim Hồ thân chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, hôm nay Tim Hồ hân hạnh giới thiệu với các bạn một căn nhà đang được rao bán trên thị trường. Căn nhà này là căn nhà được rao bán bởi chính văn phòng của Tim Hồ. Thưa các bạn, căn nhà rất là hấp dẫn, tọa lạc tại thành phố Anaheim, cách trung tâm thương mại Phú Lộc Thọ 7,5 dặm. Căn nhà này nó nằm gần ngã tư đường Orange và đường Euclid. Căn nhà có điểm hấp dẫn là căn nhà nằm ở vị trí corner lot và có diện tích lot rất là lớn, thưa các bạn, 7.840 square feet. Tha hồ cho chúng ta xây dựng thêm ADU, JDU và có những cái lối đi hoàn toàn riêng biệt. Nhà chính thì gồm có 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Chủ nhà đã add in thêm một diện tích làm phòng sinh hoạt gia đình. Bây giờ Tim Hồ thân mời tất cả các bạn tham quan một vòng xung quanh căn nhà và sau đó vào bên trong căn nhà khám phá căn nhà hấp dẫn này cùng Tim Hồ các bạn nhé. Tim Hồ thân mời tất cả các bạn. Đây là căn nhà mà Tim Hồ giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Căn nhà được tọa lạc tại thành phố Anaheim, khu vực gần ngã tư đường Euclid và đường Orange, cách trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ khoảng chừng 7,5 dặm. Như vậy nếu chúng ta đi đường trong, Tim Hồ nghĩ các bạn mất chừng 15 đến 20 phút, một khoảng cách cũng không quá xa để chúng ta có thể mỗi cuối tuần đến trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ ăn sáng, đi chợ và tham gia các hoạt động lễ hội của cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ. Khu vực hàng xóm được quy hoạch thập niên 1950-1960, mật độ quy hoạch cũng rất là thấp, thưa các bạn. Tim Hồ thấy căn nhà nào phía trước cũng có một cái bãi cỏ rất là rộng lớn, rất là thoáng các bạn. Và thời điểm hiện nay là 5 giờ chiều mà Tim Hồ thấy lượng xe cộ đậu trên dưới đường rất là ít. Đây là những nhà hàng xóm. Căn nhà có diện tích đất lót lớn, thưa các bạn. Diện tích lót của căn nhà là 7.840 square feet. Và cái ưu điểm của căn nhà là nó nằm ở góc đường corner lot. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng xây dựng thêm JDU or ADU và sau đó có thể sở hữu những lối đi hoàn toàn riêng biệt cho các diện tích phát sinh gia tăng này. Đây là căn nhà Tim Hồ giới thiệu với các bạn hôm nay. Nó nằm hai mặt đường, một đường là đường Clara và đường kia là đường Orange. Chúng ta đi đường Orange này đến một đoạn rất là gần nữa chúng ta sẽ đến đường Euclid và từ đó chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ. Khoảng cách khoảng chừng 7,5 dặm, chỉ khoảng chừng 15 đến 20 phút lái xe đường trong thôi, thưa các bạn. Căn nhà có cái railway cũng khá lớn, thưa các bạn. Có thể chúng ta đậu được 3 đến 4 chiếc xe. Bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn vào bên trong tham quan căn nhà cùng Tim Hồ nhé. Phía mặt tiền của căn nhà Tim Hồ thấy họ trồng rất là nhiều cây, rất là đẹp. Và phía trước là một cái bãi cỏ rộng. Bước vào cửa nhà thì trước mặt của Tim Hồ là phòng khách và phòng ăn kết nối với nhau tạo thành một cái không gian lớn, thưa các bạn. Toàn bộ căn nhà đã được remodel lại. Dưới sàn nhà Tim Hồ thấy người ta lát vinyl màu gỗ rất là dễ thương, các bạn. Với căn nhà này thì chúng ta mua và dọn vào ở ngay thôi, các bạn không cần phải sửa gì hết. Đây là vị trí bàn ăn và kế bên là khu vực phòng khách. Nhà này được xây dựng năm 1956 và qua quá trình thử sử dụng thì chủ nhà vừa remodel lại căn nhà và bây giờ chúng ta mua căn nhà. Chúng ta có một căn nhà hoàn toàn mới và chúng ta chỉ việc dọn vào ở thôi, thưa các bạn. Rồi bây giờ từ vị trí phòng ăn, Tim Hồ thân mời các bạn vào tham quan khu vực nhà bếp. Vào khu vực nhà bếp này rất là ấm cúng, thưa các bạn. Cái mặt tường thì người ta ốp đá, ốp gạch, gạch tàu.
tất cả những cái tủ tủ gỗ của bếp này Tim Hồ thấy tuy không phải là mới nhưng mà Tim Hồ thấy còn sử dụng rất là tốt thưa các bạn. Dưới sàn nhà thì cũng giống như khu vực phòng khách, được lát vinyl màu gỗ. Đây, Tim Hồ thân mời các bạn nhìn lại vị trí phòng bếp từ vị trí phía bên trong nhà bếp. Thiết bị bếp Tim Hồ thấy cũng cũ nhưng mà còn sử dụng tốt. Đây là mấy cái hút khói cũng bự nè. Vị trí nhà bếp này Tim Hồ thấy có một cái cửa sổ lấy ánh sáng và cảnh quan từ phần sân sau vào cho căn nhà, nhà bếp rất là dễ thương các bạn. Rồi từ vị trí nhà bếp Tim Hồ thân mời các bạn tham quan phòng sinh hoạt gia đình Family Room. Diện tích này Tim Hồ nghĩ là người ta vừa bổ sung thêm nhưng mà rất là dễ thương các bạn. Có chimney và phô trương kết cấu gỗ của trần nhà, trang trí làm cho căn phòng rất là ấm cúng. Và bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn nhìn lại vị trí phòng sinh hoạt gia đình ở một góc khác. Phòng sinh hoạt gia đình này có một cái cửa sliding door lấy ánh sáng và lấy cảnh quan của sân sau rất là dễ thương các bạn. Và nó tiếp giáp với lại phòng bếp. Như vậy chúng ta rất là dễ dàng để thực hiện những cái hoạt động sinh hoạt của gia đình trong khu vực này, vừa nấu bếp và vừa tiện để mang thức ăn phục vụ các thành viên trong gia đình. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn vào toàn bộ khu vực 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh ở nằm bên khu vực bên tay trái của căn nhà. Chúng ta đi băng ngang qua cái phòng khách. Tim Hồ thân mời các bạn vào tham quan vị trí phòng vệ sinh sử dụng chung cho 2 phòng nhỏ. Dưới nền sàn vệ sinh chung này Tim Hồ thấy họ lát gạch ceramic màu sáng. Và cái chậu rửa tay này cũng rất là sáng và mới, rất là dễ thương thưa các bạn. Và căn phòng vệ sinh này được lấy ánh sáng từ phần sân bên tay phải của nhà qua ô cửa sổ. Đây là khu vực bồn tắm. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn nhìn phòng vệ sinh ở góc nhìn ngược lại, rất là sáng sủa, sạch sẽ và dễ thương. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn vào tham quan căn phòng đầu tiên. Căn phòng thật là sáng sủa và rộng rãi. Diện tích của nó Tim Hồ thấy kích thước một cạnh khoảng chừng 11 đến 12 feet thưa các bạn. Và nó cũng được lấy ánh sáng từ bên ngoài vào qua ô cửa sổ mặt tiền và 2 cái cửa sổ dài ở bên hông bên tay phải. Và đây là vị trí closet. Rồi rời cái phòng ngủ thứ nhất, Tim Hồ thân mời các bạn vào tham quan phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này Tim Hồ thấy rất là rộng. Một cạnh phải chừng 13 feet tới 14 feet thưa các bạn. Và nó cũng lấy ánh sáng từ bên ngoài phần sân sau và bên hông bên tay phải. Dưới nền sàn của phòng ngủ thứ hai này cũng được lát vinyl vân gỗ rất là dễ thương các bạn. Tha hồ rộng rãi để chúng ta bố trí cái giường lớn. Rồi bây giờ rời căn phòng thứ hai, Tim Hồ thân mời các bạn vào tham quan căn phòng thứ ba. Như vậy căn phòng thứ ba này cũng có thể là master bedroom mà cũng có thể không, bởi vì cái nhà vệ sinh có cánh cửa riêng thưa các bạn. Đây phòng master này đó, Tim Hồ thấy có cái cửa sổ lấy ánh sáng và cảnh quan từ phần sân sau rất là dễ thương và rất là sáng sủa. Toàn bộ tường trần nhà sơn màu sáng, màu trắng thưa các bạn. Và trần sàn nhà thì họ lát vinyl vân gỗ màu rất cũng nhẹ nhàng. Rồi từ phòng master, Tim Hồ mời các bạn tham quan nhà vệ sinh của master bedroom nha. Rất là rộng rãi và sáng sủa. Tại vị trí này Tim Hồ thấy có một tấm đứng.
Đây tim hồ thân, mà các bạn tham nhìn lại cái nhà vệ sinh của master bedroom ở góc nhìn ngược lại. Đây là master bedroom và phòng vệ sinh. Lý do tim hồ nói đây là master bedroom bởi vì cái phòng vệ sinh này cũng có thể được chúng ta đóng lớp cửa này thì nó trở thành riêng tư cho phòng master bedroom, mà nếu mà chúng ta đóng cửa trong thì nó lại có thể sử dụng chung cho bên ngoài, cũng rất là tiện lợi thưa các bạn. Rồi bây giờ rời cái phòng sinh hoạt gia đình, tim hồ thân mời các bạn tham quan phần sân sau của căn nhà. Và thưa các bạn, căn nhà này có diện tích lot rất là lớn, 7.840 square feet, và điểm đặc biệt của nó là nó có hai mặt đường nằm ở corner lot, rất là tiện để chúng ta có thể xây dựng thêm ADU và tạo lập những lối đi hoàn toàn riêng biệt. Đây các bạn cũng thấy ở góc nhà có một cái cửa nhỏ nhỏ này, có lẽ chủ nhà hiện giờ họ chưa sử dụng. Sau này khi chúng ta xây dựng ADU, chúng ta có thể khai thác sử dụng nó. Đây tim hồ thân mời các bạn nhìn lại căn nhà từ vị trí sân sau. Ở vị trí này tim hồ thấy căn nhà có một cái hàng cây trắc bá điệp, tạo thành một cái tường rào tự nhiên rất là kín đáo và riêng tư. Đây là căn nhà của chúng ta nhìn từ phần sân sau. Thì ốc Cali cùng tim hồ vừa giới thiệu với các bạn một căn nhà do chính văn phòng của tim hồ là người rao bán. Căn nhà vừa được trên rao bán trên thị trường khoảng chừng vài ngày. Các bạn thân mến, tim hồ cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Các bạn nào thấy căn nhà phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình và khả năng tài chính, vui lòng sớm liên lạc với tim hồ để tim hồ sau nhà trực tiếp và tiến hành liên lạc thỏa thuận với bên bán để mua nhà cho các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ dịch vụ địa ốc của tim hồ trong thời gian vừa qua. Xin chúc tất cả các bạn và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Tim hồ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo.